Kính thưa cô chú, các anh chị cùng cả nhà thân mến, giờ là tới giờ điểm là phát quà. Nhưng mà bây giờ thời buổi giờ sung sướng lắm cả nhà. Mình bỏ tiền ra mình đặt hàng là họ chở tới trường luôn, chứ không phải mình di chuyển từ chỗ nào tới hết cả nhà. Đây là những phần quà của gia đình nè cả nhà. Gia đình tự bỏ tiền ra để làm quà từ thiện cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 ở tại hồ đảo Hồ Cá Trí Nguyên nha cả nhà. Luận An vô review cả nhà mình cùng xem nha. Những phần quà đó cả nhà. Thời buổi giờ là trung sướng lắm. Hàng rồi giao tới trường luôn. Các cô nha, các thầy nhớ ủng hộ kênh YouTube nha. Bằng tuổi hồng. Tuổi em á, đây cô giáo với thầy giáo luôn không cả nhà. Cái trong đi vòng vậy ra là nó xong, chứ còn kia là thiếu nhiều cái. Không, bây giờ xếp ra 15 món này, xếp ra 15 cái rồi đi tới 15 cái rồi đủ hết. Còn đi kéo nè. Đó con lượng anh đó. Ở đây phát là 35 phần quà cho cả nhà, còn bao nhiêu nữa thì nhờ cô giáo tự đi phát ở chỗ xa, chứ còn gia đình Lượng Anh thì không có thời gian mà để đi ra đảo xa cho cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, cả nhà mình cùng xem kênh của Lượng Anh Vlog nha. Hôm nay Lượng Anh đích thân từ gia đình đi làm từ thiện, bỏ ra một phần chi tiêu nhỏ bé để cho các em học sinh tại trường tiểu học Vĩnh Nghiên Ba ở đảo Trí Nguyên nha cả nhà. Nhưng mà 90 phần quà này còn chuyển đi hai đảo nữa. Đó. Dạ. Bích Gián hả chú? Vũng Ngán với Bích Đầm. Đó cũng hơn những học sinh nghèo khó khăn ở ngoài đó cả nhà. Nhưng mà gia đình Lượng Anh thì không có thời gian để đi, và được mấy phần quà đã nhờ cô giáo chuyển tới trường. Gia đình tự bỏ ra là 27 triệu cho các em học sinh nha cả nhà. Chứ không có tiền Mạnh Thường Quân nào hết. Đây là từ băng tay gia đình. Dạ. Thì cả nhà mình cũng thông cảm nha. Khi nào Lượng Anh làm kênh ra mà có tiền rồi đó là Lượng Anh sẽ làm từ thiện chùa tiếp. Đây là những em học sinh đã tới nhận quà của từ gia đình đó cả nhà. Thấy nó nghiêm túc không? Vô trường là đâu đeo khẩu trang hết. Đổ phát quà phát cho lớp này cả nhà. Còn đây là thầy dạy lớp này. Lượng Anh xin nhắc lại lần nữa nha, là tại vì đây phần quà này là phần quà từ của gia đình của Lượng Anh Vlog, chứ không phải là của nhà tài trợ nào Mạnh Thường Quân nào hết nha cả nhà. Để cháu vô ngồi đi quý. Đây là thầy hiệu trưởng đó cả nhà. Thầy hiệu trưởng đẹp trai không? Đúng thùng được trai lắm á. 60 tuổi gần 60, 57 tuổi rồi. À thì là lớn nhãn em mấy tuổi mà. 61 rồi. Không phải thầy hiệu trưởng. Đây là cái bồn nước cho các em trước khi vào lớp đó là sát khuẩn, rửa tay chân rồi mới đi vào trường nha cả nhà, vào lớp nha cả nhà. Hai bên hai bồn nước. Trường này tuy rằng vậy mà thấy rất là chu đáo cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em cả nhà mình thấy cô giáo bán xén không? Xén ơi. Không. Bày ở dưới bán xén ra. Còn hả? À. Thì bốn quê vợ còn điện thoại qua nói anh còn làm thì bốn quê mệt chim hôm ngủ cả đêm mà. Xong chưa? Cho mưa cho qua. À, kính thưa đại gia đình thân mến, hôm nay cho tới giờ là gia đình phát quà cho học sinh trở về. Đây món quà là tuy rằng nó nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa lắm cả nhà. Cả nhà mình thấy có vui không? Khi lượng anh làm chương trình này là đã ý nghĩa. Tại vì gia đình mình cũng khó khăn nhưng mà món quà rất là ý nghĩa cho học sinh ở vùng đảo cả nhà. Thank you.
lên luôn rồi, lên luôn rồi, hết rồi ba. Lên đứng sau học sinh đó, lên đứng sau học sinh đó, quay luôn cho nó tụi con lâu toán trước. À, còn hai phần quà nữa là gia đình Lượng Anh là coi như là nhờ giáo viên chuyển qua trường đảo Vũng Ngán với đảo Bích Đầm nha cả nhà. Còn hai trường mình đó, còn ở đây là bao nhiêu sinh đó mà thiếu vắng một em thì cả nhà mình thông cảm nha. Lấy khẩu trang nha, lấy khẩu trang cho thấy đẹp gái chứ. Lớn hai đảo ra thầy. Bây giờ nói sao không kém. Có là một học đi qua đó là có không phải là giáo viên họ không tốn không còn tốn tiền đò chứ. Đây cô giáo đậu xe đây. Mà ý là đổ thêm đồ nữa thì không thu hết. Mình đi qua từ bên đó qua đây là một khu nó đừng có nói gì đâu. Bây giờ hai điểm đó chuyển bao nhiêu là trang chuyển qua tiền sách luôn. Chuyển cho một lần luôn. Không có biết đâu hỏi tiền đó. Ví dụ như là lỡ lên đồ á, ví dụ một thùng là khoảng
tình nó bự luôn ta. Một bự chứ. Thiếu hàng nè, thiếu đâu nè. Hai thùng không hả? Hai thùng là phụ thu á hả? Im lặng. Bạn nào muốn về? Thôi bạn nào về để thảo về cho cô rồi đi về. Thầy giới thiệu cho cô. Cho anh muốn cho cô xem. Thầy giới thiệu với các bạn ở lầu này nè. Đây là phần quà của cô đây tặng cho các em trong năm học mới. Chúng ta cho mình hỏi tay chúc mừng cô đây. Kính thưa đại gia đình thân mến, hôm nay thì phần quà đã kết thúc. Lượng Anh xin cũng rời đảo Kiến Nghiên đi về là đắt tiền nha cả nhà. Cả nhà mình có xem video mà thấy có ý nghĩa thì cả nhà mình cũng cho đăng ký Lượng Anh. Xin một lượt đăng ký nha cả nhà. Thôi Lượng Anh xin kết thúc video nha. Kính chào thầy cô luôn.